Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe. Thì tôi cũng xin chia sẻ thật với quý vị và các bạn, chiếc xe này là của một anh bạn tôi. Anh bạn tôi vừa mới đổi xe, vừa mua một chiếc xe Everest, cho nên là nhờ tôi bán hộ chiếc xe này các bạn nhé. Cho nên là tôi cũng không làm cái gì cả, đến rửa tôi còn không rửa cơ, còn bẩn nguyên, tất cả bên trong cũng chưa có dọn dẹp gì cả. Tôi đang lên để tôi bán hộ. Đấy, trong cái thời gian tôi bán hộ khoảng một tháng, nếu như một tháng này mà tôi chưa có ai, chưa có khách mua, thì lúc đấy giờ tôi mới bắt đầu bỏ tiền ra tôi mua. Còn bây giờ là tôi đang bán hộ anh bạn tôi các bạn nhé. Đấy, đó là một chiếc xe Ford Escape. Đấy, phiên bản XLT. Phiên bản XLT này là cái phiên bản 3.0 số tự động các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2004, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 16 vạn km rồi các bạn nhé. 2004, một chủ từ đầu các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì tôi đang bán hộ, cho nên là tôi cũng không có dọn dẹp, không có rửa ráy và cũng không có sơn gì cả đâu các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì tôi cũng giới thiệu cho quý bạn nhé, là chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 99 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Escape 2004 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi, số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội, để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Ford Escape sản xuất năm 2004, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ tự động, phiên bản 3.0, số tự động 2 cầu các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 99 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Escape 2004 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.